quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hàng loạt tranh cãi ở Hoa hậu Thể thao 2022 mang tên Lê Bóng và Chu Thị Ánh khiến cộng đồng mạng ngán ngẩm. Tân Hoa hậu vướng ồn ào đời tư, thí sinh kém chất lượng, công tác tổ chức thiếu chuyên nghiệp là những điểm trừ của cuộc thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022. Miss Fitness Việt Nam là cuộc thi Hoa hậu lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Với tiêu chí tìm kiếm tôn vinh vẻ đẹp hiện đại, đại diện cho thế hệ trẻ, 42 thí sinh trải qua các thử thách, đào tạo dưới sự hướng dẫn của bộ ba huấn luyện viên Kỳ Duyên, Minh Tú và Thúy Vân. 30 cô gái cuối cùng vượt qua vòng ngoài để tranh tài trong đêm chung kết diễn ra vào tối ngày 31 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trong hơn 2 tiếng diễn ra chương trình, hàng loạt hạn chế của cuộc thi về cách thức tổ chức, chất lượng thí sinh bị bóc tách. Hoa hậu khi mới đăng quang đã vướng ồn ào về đời tư. Hai á hậu cũng được nhận xét chiến thắng thiếu thuyết phục. Nhiều khán giả cho rằng sân chơi sắc đẹp này chỉ nên được gói gọn trong tên Hoa khôi Thể thao Việt Nam, bởi một cuộc thi hoa hậu đúng nghĩa cần nhiều hơn thế. Hoa hậu Thể thao Việt Nam chứng kiến cuộc đổ bộ của dàn TikToker trong vai trò thí sinh. Hai TikToker có tiếng gồm Lê Bóng, tên thật Lê Xuân Anh và Trần Thanh Tâm, biệt danh Hot Girl trứng rán, đã trở thành hai trong 30 cô gái có mặt trong đêm chung kết. Ngay từ những vòng ngoài, Lê Bóng luôn là át chủ bài truyền thông từ ban tổ chức cuộc thi. Tuy nhiên, việc một cô gái vướng hàng loạt lùm xùm trong quá khứ như tạo dáng phản cảm trên chùa, gài điện thoại ở cửa sổ để quay cảnh máy bay cất cánh, lại lọt vào chung kết cuộc thi rồi trở thành top 10 Hoa hậu Thể thao Việt Nam và giành giải Người đẹp nhân ái, khiến công chúng đặt câu hỏi về việc lựa chọn thí sinh của ban giám khảo lẫn đơn vị tổ chức. Không dừng lại ở đó, trong những thử thách ở vòng ngoài cuộc thi, nhiều thí sinh lộ hạn chế về hình thể như bụng mỡ, đùi kém thon gọn, kỹ năng khách quốc kém. Không ít người đẹp còn có phát ngôn gây sốc trước thềm chung kết. Trong buổi gặp gỡ truyền thông, top 30 thí sinh nhận được câu hỏi: khi đăng quang hoa hậu hoặc có mặt trong top 3, bạn sẽ xóa hay giữ lại những bài đăng của mình trên mạng xã hội? Thí sinh Huyền Thương đến từ Thanh Hóa trả lời: tuổi trẻ ai cũng có những lần vấp ngã sai lầm. Tuy nhiên, nếu muốn tham gia một cuộc thi sắc đẹp nào đó, thì chúng ta phải làm sạch quá khứ của mình trước. Chúng ta phải xóa đi trước khi thi hoa hậu. Phần chia sẻ ngô nghê của Huyền Thương khiến ban giám khảo lẫn những quan khách có mặt trong buổi họp báo không khỏi bật cười ái ngại. Trong một tập chương trình truyền hình thực tế của Miss Fitness Việt Nam 2022, khi là thí sinh thuộc đội Kỳ Duyên, hot TikToker Thành Tâm đưa ý kiến: mọi huấn luyện viên đều văn minh, quan trọng là văn minh thật hay không, hay văn minh theo kiểu thảo mai. Chất lượng thí sinh dưới mức trung bình của cuộc thi còn thể hiện rõ nét trong đêm chung kết. Ở màn trình diễn và hô tên ngay đầu chương trình, 30 cô gái đã biến phần thi quan trọng nhất trở thành trò cười. Khán giả chứng kiến cảnh các người đẹp thay nhau la hét, gào to tên và quay quán trên sân khấu. Thậm chí, không ít cô gái mất bình tĩnh, quên cả tên gọi của họ. Trình diễn áo tắm là phần thi luôn được chờ đợi nhất trong một cuộc thi Hoa hậu. Ở Hoa hậu Thể thao Việt Nam, ban tổ chức đã cố gắng tạo ra sự mới mẻ khi kết hợp phần thi với các vật dụng như vợt tennis, giải chơi golf, cung tên. Tuy nhiên, không phải sự cách tân nào cũng để lại kết quả như mong muốn. Việc một người đẹp diện bikini tạo dáng đánh golf trên sân khấu tạo ra những tư thế phản cảm, đặc biệt là trong một chương trình được truyền hình trực tiếp. Các người đẹp cũng lộ hạn chế về catwalk trình diễn. Nhiều thí sinh bị nhận xét catwalk như đi chợ. Ngoài ra, những giải sát mà ban tổ chức chuẩn bị cho thí sinh cũng sơ sài, nhăn nhúm, thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp. Bước vào màn ứng xử, năm cô gái gồm Nguyễn Thị Giáng Tiên, Chu Lê Vi Anh, Đoàn Thu Thủy, Chu Thị Ánh, Lê Phương Thảo gặp khó khăn để hoàn thành phần thi. Trên sân khấu, các cô gái lúng túng vụng về và liên tục vấp khi trả lời câu hỏi từ ban giám khảo. Thí sinh Chu Lê Vi Anh thậm chí bị lạc đề. Cụ thể, cô nhận được câu hỏi từ Hoa hậu Trần Tiểu Vi: vì sao bạn xứng đáng trở thành Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022? Vi Anh đáp: em là người may mắn được theo đuổi thể thao kể từ khi còn nhỏ. Thanh xuân của em đều gắn liền với thể thao.
Qua quá trình luyện tập kiên trì, em rút ra được thể thao mang lại nhiều giá trị trong cuộc sống, nhất là ở xã hội hiện nay. Khi cuộc sống quá tiện nghi, mọi người đều có ô tô, máy quét nhà và những vật dụng giúp mình không phải làm gì nhiều. Vì thế giới trẻ trở nên lười vận động. Em tin là mình có đủ kinh nghiệm, bản lĩnh và tự tin để giúp mọi người có lối sống tích cực. Có phần trả lời dài dòng, lê thê nhưng không đúng trọng tâm. Một thí sinh khác là Chu Thị Ánh, số báo danh 317, có màn ứng xử thảm họa. Khi nhận câu hỏi, nhiều người cho rằng việc duy trì luyện tập, ăn uống lành mạnh là bó buộc và nhàm chán. Ngoài ra, còn có các quan điểm cho rằng mình chỉ sống một lần trong đời nên hãy thoải mái tận hưởng niềm vui. Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Từ Hoa hậu Khánh Ngân, Chu Thị Ánh nói, bản thân em là người theo đuổi thể thao 6 năm, có một quá trình luyện tập nên hiểu được giá trị của sức khỏe. Và ngày hôm nay em muốn đứng đây với sự tự tin của mình. Em muốn lan tỏa thông điệp sức khỏe và muốn mọi người hãy sống tin vào chính mình. Chu Thị Ánh không hoàn thành phần thi ứng xử. Nội dung trả lời của cô không đáp ứng yêu cầu từ bài giám khảo. Tuy vậy, người đẹp đến từ Thanh Hóa lại trở thành Á hậu thể thao Việt Nam 2022. Kết quả này khiến nhiều người khán giả bức xúc. Họ cho rằng Chu Thị Ánh có phần thi không thuyết phục trong đêm chung kết. Ngay khi vừa đăng quang, tân hoa hậu thể thao Việt Nam Đoàn Thu Thủy vướng ồn ào bị nghi sử dụng bóng cười ở bar trong clip lan truyền mạng xã hội nhiều ngày qua. Phản hồi vấn đề này, Thu Thủy xác nhận người trong clip là cô. Tuy nhiên Thu Thủy cho biết cô không sử dụng bóng cười. Từ trước đến nay, tôi chưa từng can thiệp đời tư hay sự lựa chọn của bạn bè. Mọi người có cuộc sống, cách giải tỏa căng thẳng khác nhau. Có thể cách giải trí của mọi người khác với tôi. Tôi chưa bao giờ đứng ra khuyên bạn bè đừng làm như vậy, cô nói. Tôi nghĩ với cương vị hoa hậu, trong thời gian tới, bản thân không chỉ xây dựng lối sống lành mạnh mà còn dùng tiếng nói, hành động của mình để lan truyền đến cộng đồng. Tôi không để những hình ảnh xấu, thiếu tích cực đến mọi người. Thu Thủy chia sẻ thêm. Bà Trang Lê, đại diện ban tổ chức, thừa nhận nhiều thí sinh trong cuộc thi vướng tin đồn về mặt hình ảnh. Ban tổ chức phải tổ chức họp kín, lắng nghe chia sẻ và kiểm chứng tin tức. Nói về Thu Thủy, bà Trang Lê cho biết, chúng tôi vẫn tin tưởng Thu Thủy, công nhận sự nỗ lực tỏa sáng của cô ấy tại cuộc thi. Trong tương lai, nếu hoa hậu có bất kỳ sai phạm nào, chúng tôi sẽ tước danh hiệu. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.